chào tất cả mọi người. Tôi là nhà thiết kế Ngọc Hồng, thương hiệu Ngọc Hồng Collection tại 43A Hồ Văn Huê, phường 9, Phú Nhuận. Đến với Angel Night 2019 lần này là lần thứ hai tôi tham gia. Ý tưởng của bộ sưu tập lần này đó là bộ sưu tập Hoàng Cung. Tôi lấy ý tưởng từ một vị vua thời cổ đại. Tôi rất là thần tượng một cái bà vị vua, đó là vua Võ Tắc Thiên. Họ rất là quyền lực. Từ đấy mà tôi ra được cái bộ sưu tập lần này mang tên là Hoàng Cung. Chủ đạo màu cho cái bộ sưu tập lần này thì là màu đỏ, màu vàng đồng và màu bạc và màu đen. Từ cái khâu chuẩn bị ý tưởng cho đến cái khâu chuẩn bị cái chất liệu để mà ra được bộ sưu tập này thì là mất 3 tháng. Cái công đoạn để mà khó nhất trong cái bộ sưu tập lần này đó là về cái chất liệu phụ kiện. Tại vì tôi cho ra cái bộ sưu tập lần này nó thuộc của cái dạng thời cổ đại đó, nên là đi tìm những cái chất liệu để dựng form và để lên cái bộ sưu tập lần này thì nó rất là khó khăn trong cái sự tìm kiếm chất liệu. Bộ sưu tập lần này Ngọc Hồng muốn hướng tới những cái người phụ nữ thành đạt khi mà khoác lên những cái bộ áo thật là quyền lực, thể hiện được cái sự đẳng cấp cho người phụ nữ thành đạt. Đến với Angel Night lần này thực sự thì Ngọc Hồng cũng rất là hồi hộp và rất là mong chờ đến cái đêm diễn ấy. Và tôi chúc cho chương trình Angel Night 2019 này thật là thành công và thật là tìm kiếm được nhiều nhà thiết kế tài năng và có những bộ sưu tập thật là độc đáo.